Phương Thúy xin kính chào quý vị đã đến với bản tin thời sự nóng cập nhật liên tục với tin tức mới nhất trong nước và thế giới trên kênh Tin Mới. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung gì đáng chú ý? Xin mời quý vị cùng theo dõi. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 19 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, vừa qua bão Talim đã lần thứ hai đổ bộ vào Trung Quốc đại lục, khiến hàng trăm ngàn người phải sơ tán khẩn cấp. Do ảnh hưởng của bão, khu vực Gia Thiện, tỉnh Chiết Giang tại nước này phải hứng chịu cơn mưa lớn nhất trong lịch sử với lượng mưa điên cuồng hơn 141mm trong một giờ. Nhiều cây lớn đã bị đổ, hàng rào sát trên đường và một số xe tải bị lật do sức gió quá mạnh. Thậm chí cơn bão còn cuốn xác cá voi vào bờ, khiến cho đám đông đổ xô đến xem thiệt hại sau khi bão Talim đổ bộ vào miền Nam Trung Quốc. Theo Tân Hoa Xã cho biết, bão Talim đổ bộ lần thứ hai vào lúc 5 giờ 45 phút ngày thứ ba vừa qua tại thành phố Bắc Hải, tỉnh Quảng Tây và đến thành phố Tần Châu, tỉnh Cam Túc vào lúc 9 giờ sáng cùng ngày. Tốc độ gió tối đa ở các vùng gần tâm bão lên đến 90 km/h và di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/h. Tại Khâm Châu, Phòng Thành Cảng và Sùng Cả thuộc tỉnh Quảng Châu có sức gió lên đến gần 119 km/h. Lần đầu tiên bão Talim đổ bộ vào là tỉnh Quảng Đông đêm ngày thứ hai, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão có thể đạt tới 136,8 km/h. Bão Talim được coi là cơn bão nhiệt đới nghiêm trọng khi sức gió mạnh hơn 150 km/h, rất hiếm khi xảy ra đối với một cơn bão vào đầu mùa mưa. Theo Tân Hoa Xã, gần 230.000 người ở tỉnh Quảng Đông đã được sơ tán đến nơi an toàn trước khi bão đổ bộ, trong đó có hơn 8.000 công nhân nuôi cá đã được đưa vào bờ. Chính quyền địa phương cũng đã ra lệnh đóng cửa hàng chục điểm du lịch ven biển, yêu cầu người dân ở yên trong nhà, đóng cửa mọi hoạt động kinh doanh và trường học từ chiều ngày thứ hai. Ngoài ra, chính quyền Trung Quốc cũng đưa ra cảnh báo lũ lụt. Cục khí tượng Trung Quốc đã phát cảnh báo đỏ về lũ lụt ở một số vùng do bão Talim. Trong số này có khu vực phía Nam Quảng Tây, một trong những nơi nằm trên đường đi của bão. Đây là cảnh báo đỏ đầu tiên trong năm 2023. Trong khi đó, giới chức tỉnh Quảng Đông, Hải Nam và Quảng Tây đã gấp rút chuẩn bị đối phó bão. Các nhà chức trách ở Hải Nam đã yêu cầu các tàu ở vùng biển gần đó quay lại cảng và dịch vụ phà giữa Hải Nam và Quảng Đông đã bị đình chỉ từ đầu ngày Chủ nhật. Khi cơn bão đổ bộ trực tiếp vào trạm xăng, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, một số cư dân mạng cho biết cảm thấy nhà và giường ngủ rung lắc. Nhiều cây lớn đã bị đổ, hàng rào sắt trên đường và một số xe tải bị lật do sức gió quá mạnh. Mưa gió dữ dội khiến cho người đi đường không thể đứng vững. Mặt đường đầy các mảnh kính vỡ, cành lá gãy, đường bị ngập. Trên các trang mạng xã hội tại Trung Quốc, nhiều cư dân mạng tại Chiết Giang đã đăng hàng loạt các hình ảnh và video cho thấy cảnh tượng ở khu vực mà họ sinh sống. Qua đó có thể thấy rằng trận mưa xối xả nhiều giờ này đã khiến cho hàng loạt tuyến đường ngập lụt, nước dâng đến tận nóc ô tô và nhiều người đi đường bị mắc kẹt. Ngoài những không gian công cộng như đường xá, bãi đậu xe, lượng nước lớn còn biến cả thang máy và cầu thang bộ trở thành những thác nước mini khi liên tục tràn xuống gây hư hại cho những cơ sở vật chất này. Thậm chí có những khu vực mà người dân cũng ngập úng nghiêm trọng. Đáng chú ý, theo đoạn video trực tiếp trên mạng, cơn bão còn cuốn xác cá voi vào bờ khiến cho đám đông đổ xô đến xem. Trước diễn biến phức tạp của cơn bão, đường sắt cao tốc và các chuyến tàu ngoại ô ở Hải Nam cũng bị tạm dừng. Các tuyến đường kết nối với hòn đảo du lịch này đóng cửa cho đến ngày kia. Sân bay Chu Hải ở Quảng Đông đã hủy 43 chuyến bay đến và 36 chuyến bay đi vào ngày thứ hai. Các sân bay khác ở Hải Khẩu và Quỳnh Hải cũng hủy tất cả các chuyến bay đến và đi. Chính quyền tỉnh Phúc Kiến ban bố tình trạng khẩn cấp về mưa bão. Mưa và dông được dự đoán sẽ kéo dài từ cuối tuần ở hầu hết các quận và thành phố. Tại đặc khu Hồng Kông, sàn giao dịch chứng khoán của thành phố đã ngừng hoạt động vì bão. Tất cả các phiên tòa xét xử trong thành phố cũng đã bị hoãn lại. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết thêm, khi bão Talim quét qua tỉnh Quảng Đông, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã cứu hộ nhiều người mắc kẹt trong xe do cây ngã đổ, đồng thời cũng dọn dẹp các chướng ngại vật và điều phối giao thông. Thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến cũng là khu vực bị ảnh hưởng bởi bão. Theo các video được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc, người dân tại đây đã cảm thấy vô cùng may mắn khi vẫn an toàn trong lúc xe cộ, vật dụng, đồ nội thất bị cuốn trôi hoặc hư hỏng do lũ quét. Chính quyền địa phương đã được khuyến cáo chuẩn bị sẵn sàng đối phó với mưa bão và kiểm tra hệ thống thoát nước ở các thành phố, đất canh tác và ao cá. Cơ quan quản lý giao thông vận tải cho biết họ đã triển khai lực lượng cứu hộ để đối phó với cơn bão. Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc cho biết 57 tàu cứu hộ các loại
5 trực thăng và 8 đội cứu hộ khẩn cấp đang túc trực sẵn sàng ứng phó với bão. Bão số 1 Talim đã tiếp tục giảm cường độ 3, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, nhưng nguy cơ xuất hiện dông, lốc kèm theo gió giật mạnh trong vùng ảnh hưởng hoàn lưu bão cả trước và trong khi bão đổ bộ là rất cao. Vì vậy, người dân cần đề phòng mưa lớn và chủ động theo dõi tình hình thời tiết thường xuyên để triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời. Thưa quý vị, mưa lớn gây ra thảm họa ở nhiều nơi ở miền Nam Trung Quốc. Đường phố ngập nặng, ô tô ngập nước, việc đi lại của người dân bị cản trở. Mưa lớn ở Hàng Châu, thang máy thành thác nước, xe cộ ngập nước. Vào tối thứ Tư, Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang hứng chịu một trận mưa bão lớn kèm theo gió mạnh cục bộ từ cấp 6 đến cấp 8 và sấm sét mạnh. Đài quan sát khí tượng Hàng Châu đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu đỏ. Đoạn video cho thấy nhiều đoạn đường và khu dân cư ở khu đô thị chính Hàng Châu bị ngập nặng, xe cộ ngập trong nước, thang máy và thang bộ của các tòa nhà dân cư trong cộng đồng biến thành thác nước. Mưa xối xả ở Vô Tích, Giang Tô, nước ngập thành phố, một số người dùng ván lướt sóng để đi làm. Vào ngày 16 tháng 8, ở Vô Tích, Giang Tô bất ngờ có mưa lớn, đường phố bị ngập nặng, xe cộ trên một số tuyến đường bị ngập nước. Vào buổi sáng, Đài quan sát khí tượng Vô Tích đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu đỏ. Mưa lớn khiến mực nước Thái Hồ dâng cao, cá giạt vào đường phố Vô Tích. Một chiếc ô tô đang lái trong vùng nước tù động và người ghi hình lái xe đã ghi lại được cảnh cá nhảy trong nước. Vì việc đi lại bị chặn, một số cậu bé mua hàng cũng bơi trong nước tù động. Cũng có những công dân trực tiếp bước lên ván lướt sóng để làm việc. Nam Kinh mưa to bất ngờ, hai người đàn ông trúng mưa bị lũ cuốn trôi. Chiều thứ Tư, thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô bất ngờ đổ mưa lớn. Ba người đàn ông đến một cái cống ở cầu Sisan, quận Yuhetan để trốn mưa. Vô tình trượt chân xuống mương và bị lũ cuốn trôi, một người leo lên bờ, còn hai người còn lại bị mất tích. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, trong những ngày qua, thành phố Trùng Khánh đã ghi nhận lượng mưa lớn nhất kể từ đầu mùa mưa năm nay. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV cho biết, trong thời gian từ 8 giờ ngày thứ Tư tới 8 giờ ngày thứ Sáu, quận Du Trung, thành phố Trùng Khánh đã ghi nhận lượng mưa 299mm. Một số đoạn video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy nhà cửa đổ sập, thuyền cứu hộ sơ tán người dân giữa mưa lớn tại thành phố Trùng Khánh. Từ tháng trước, nhiều khu vực tại Trung Quốc đã xảy ra mưa lớn kéo dài, lũ quét, lở đất khiến giới chức quốc gia này phải thường xuyên cảnh báo, khuyến nghị người dân thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn. Theo truyền thông địa phương tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, nước lũ đã cuốn trôi một chiếc ô tô chở 5 người tại cây cầu ở quận Nam Ngạn trên địa bàn tỉnh vào đêm ngày hôm qua. Một người có mặt trên ô tô đã được giải cứu. Một số cơ quan khí tượng tại Trung Quốc đã cảnh báo nguy cơ mưa lớn, thời tiết cực đoan dẫn tới thảm họa tự nhiên tại các tỉnh Hà Nam, Hồ Bắc, Tứ Xuyên, Quý Châu, Vân Nam, Thiểm Tây trong khoảng thời gian từ 20 giờ ngày hôm qua tới 20 giờ ngày hôm nay. Người dân tại các khu vực này đã được khuyến cáo thực hiện các biện pháp phòng ngừa nhằm đảm bảo an toàn, đặc biệt tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ cao. Năm nay, mùa mưa tại Trung Quốc kéo dài từ tháng 5 đến tháng 9. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới